Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3. Đây là Per. Rồi như vậy là hình như là cứ mỗi trận mỗi bên là quân đẹp hơn thì phải. Trận đầu tiên quân chúng ta đẹp hơn, trận 2 thì bạn đẹp hơn và trận thứ 3 thì quân chúng ta đẹp hơn. Và chim sẻ cầm Per. Roman đến từ Bùi Phương Nam. Nhưng mà hai chém tuyển rồi. Minoan của U98. Và Hitty đến từ game thủ Mạnh Hào. Vâng, Per Hit Min Rome. Chúng ta có hai chém tuyển và chúng ta có cũng thể gọi là hai cung tuyển. Nếu như Minoan là người đánh cung và tôi nghĩ là Minoan sẽ đánh cung thôi. Minoan sẽ đánh cung ở trong cái góc sâu như kiểu góc mà 98 đang ở thì tôi nghĩ 98 nên đánh cung để có thể vâng, để có thể ôm nhau với cả game thủ Mạnh Hào và sẽ khỏe ra. Nam sẽ người dần lở chế ở cánh bên này, còn Sẻ sẽ một mình ở cánh bên kia. Với việc mà chim Sẻ được cầm Per, tôi nghĩ là chuyện cần hải thời điểm đầu là chuyện có thể làm được với game thủ chim Sẻ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với quân của đội bạn. Babylon của No 1, Johnson của game thủ Không Được Khóc, Phonasian của Hello Chip Boy, và cuối cùng là một Greg của game thủ Vô Thường. Còn đội bạn là tự đối xấu, đội bạn là chém thì là chém lở. Cung thì cũng thể gọi là cung tuyển, nhưng nếu như Phonasian của Chip Boy đánh cung thì nó sẽ không thể sánh được với cung Aminoan và cung R của Hitty được. Chúng ta cùng xem, tôi muốn xem trước là 98 sẽ đánh cái gì ở trong trận đấu này. Chúng ta nhìn thế nhà 98 là chúng ta biết 98 sẽ đánh cái gì thôi. Một thế nhà đang có một rừng. Với một rừng này vẫn có đánh được cung A. Nếu như là một tay thích đánh cung, giả sử như kiểu là tôi cầm cái bài này thì chắc chắn tôi sẽ đánh cung A và không có chuyện tôi đi rừng L ở cái bài đấu này cả. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều anh em đã gửi tặng sao cho từ chim sẻ. Mà từ nãy giờ thì mình cũng tương đối mải bình luận nên mình cũng không đọc được những anh em nào tặng sao chim sẻ. Một lần nữa thì rất xin lỗi và rất cảm ơn anh em. Và như vậy là có thêm một mỏ quả, một cánh rừng nữa ở phía bên ngoài. 98 liệu rằng có đánh cung không? Bài này tôi nghĩ tỷ lệ đánh cung nó vẫn sẽ cao hơn là một bài có tỷ lệ đánh chém. Vâng, quả phụ có rồi. Bài đủ đồ dành U98. Chúng ta đến với mảnh máy của game thủ chim sẻ luôn, người được cầm chém tuyển. Hào cầm Hitty mặc đánh cung rồi, không phải nói nhiều. Chẳng có chuyện gì Hitty vâng lại đánh chém mà chẳng có map này cả. Vâng, Hitty đánh chém thì tôi đánh giá nó chỉ ngang con cây thây thôi. Ngang con cây thây thôi. Nó phải chém, nó phải cung thì nó mới khỏe. Thêm một con voi nữa dành game thủ cầm Persian chim sẻ. Quả đầu của chim sẻ là hơi xấu nhưng bù lại thì gỗ đầu của chim sẻ cũng là hơi xa. Vâng, đây sẽ là S đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ. Và con voi thứ hai đang được cầu về đến nhà chính. S đầu tiên của chim sẻ theo đường đánh giá là nó xây đang hơi xấu. Sẽ có những con đồng dần nó bị tắc khi mà ăn cả cái cánh rừng này. Một cánh rừng dừa mà thôi. 12 giờ có thêm một mỏ quả. Nhưng với Persian tôi cần chim sẻ phải tìm thấy nhiều động vật hơn. Có thể là có thêm voi hoặc cũng có thể là có thêm hiêu. Không biết hiện tại thì anh em xem có bị lag không? Gần đây thì theo như thông tin mà mình biết thì những bạn nào sử dụng mạng Viettel thì nó sẽ hơi bị giật lag một chút khi mà Viettel đang bị đứt cáp. Vâng, đứt đường truyền cáp quang do hình như lại cá mập. Tôi thấy chả biết có phải không nhưng mà lần nào thì đứt cáp cũng đổ cho cá mập. Cũng có thể là con cá khác sao, ví dụ cá voi chẳng hạn. Vâng, cá heo. Vâng, cá heo sát thủ thì cũng hay cắn cáp lắm, đừng đùa. Vâng, kéo dân ra để ăn mỏ quả. Bài 25 dân kích ở trong đầu 7 dành cho Persian. Bài này thì là một bài không được biến dành cho Persian rồi. Nhưng bài này tất nhiên cũng không phải bài quá yếu. Chim sẻ sẽ đánh kiểu giữ cánh. Nếu như có thể chém chết được một game thủ ở đầu cánh của mình thì là tốt nhất. Còn không thì chim sẻ sẽ phải giữ cánh để Bùi Phương Nam dâng lờ sang cánh bên kia. Đây là mảnh máy của Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam 25 dân dường như là vừa mới kích thôi. Vâng, em đang kéo khá nhiều dân ra để ăn. Ui ui trời ơi. Vâng, bài của Nam. Vâng, Nam đang cho chúng ta nhìn cái bài yellow. Vâng, bài không có gì ăn dành cho Nam cả. Khiếp. Vâng, bài này là bài chưa kích các bạn. Phút thứ 9 chưa kích đời dành Bùi Phương Nam. Vâng, bài này Nam sẽ kích 10. Nhưng mà 10 kích 2 chứ không phải là 10 kích 3. Cái bài kiểu gì này? Và tôi không biết rằng đây là bài kiểu gì dành Bùi Phương Nam luôn. Một lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái bài nó xấu đến như vậy. Thôi toàn, trận này là 3 đánh 4 nha. Quân đẹp hơn nhưng là 3 đánh 4 chứ không phải là 4 đánh 4 đâu. Vâng, bên phía bên kia Chip Boy lên đời cũng rất sớm. Chip Boy là người được cầm phổ.
Vâng, Chipboy là người cầm phone ASEAN, dường như sẽ là bài đánh chém dành cho phone ASEAN của Hello Chipboy. 6 dần ăn vàng dành cho chim sẻ. Thế như vậy Mạnh Hào trận đấu này, Mạnh Hào sẽ phải có một bài người ta gọi là cung tự đỡ. Vâng, Cam Thủ hãy rất hay trêu nhau là trận đấu này thì sẽ phải đánh kiểu cung tự đỡ, nghĩa là không có ai chém cho. Hào sẽ phải đánh cung. Đây là mảnh máy của Mạnh Hào, vâng, Mạnh Hào 11 kích. 98 cũng 11 kích, như vậy chúng ta có mỗi chim sẻ lên đời là tạm được thôi. Còn Cam Thủ khác lên đời là rất muộn. Nam trận đấu đĩa tôi xem Nam kích bao nhiêu. Phút 11 Nam mới có 400 thịt thôi, xem sẻ đi. Vâng, sẻ đang đi con giò ở đầu cánh mình. Không biết rằng sẽ gặp game thủ nào. Vâng, ra ba cái ruộng ổn định lực hơn. Đây là bài của game thủ No1. No1 là người được cầm bé bì. Chipboy lên sớm như vậy, khả năng cao Chipboy sẽ đánh chém và No1 phải chăng sẽ là người đánh cung. Khi No1 đánh cung thì kiểu gì cũng sẽ có người dâng lờ cho No1. Không biết là người dâng lờ cho No1 sẽ là vô thường hay là sẽ là không được khóc. Ngựa giò của chim sẻ có cổng giáp đầy đủ. Và không, như vậy No1 là người đánh chém. No1 là người đánh chém. Phải chăng Chipboy đánh cung lên đời sớm nhất bản đồ à? Có phải không? Và chim sẻ vẫn đang chọc con giò rất khó chịu vào nhà của game thủ No1. Sẻ tạm thời đang chỉ đánh kiểu 1L mà thôi. Vâng, đây là L2 đến từ game thủ chim sẻ. No1 lên đời muộn lên chim sẻ là rất nhiều. Một trận mà No1 hình như kích sang 11. Đây là bài kích 11 của game thủ No1. Vâng, game thủ No1 thì ngày xưa cũng đã có một khoảng thời gian thi đấu cùng với game thủ chim sẻ rất dài ở trong áo của Kalan AOE Game TV. Một khoảng thời gian rất dài. Vẫn đang 2L chảy đều dành cho chim sẻ. Tạm thời chim sẻ đang ăn được khoảng tầm 5-6 con ông dân của game thủ No1. Vâng, No1 vẫn có con giò. Vâng, con giò No1 sống tương đối dai, mặc dù sát thương của nó là không nhiều. Chim sẻ đang tìm những vị trí đi ăn hoàng của No1. Vâng, No1 đánh kiểu rất sexy lady. Vâng, anh ta không hề bò những cái vị trí bò nhỏ. Vâng, những cái vị trí mà cần thiết phải bò nhỏ của mình. Vâng, đó là một vị trí ăn vàng và một vị trí ăn gỗ. À không, như vậy là bánh xe có rồi. Anh ta đang chơi cái lối chơi của game thủ BB. Người cũng rất hay đánh kiểu mà quân đội bạn đến đâu thì mới bò đến đấy. No1 đang phải chạy giật và khả năng cao sẽ có một tình huống đi dummy vào nhà của thủ chim sẻ. Nếu như tôi không nhầm thì sẽ có một tên dummy vào nhà của chim sẻ. Chim sẻ tạm thời vẫn đang giữ thảm bài 30. Một bài tươi khỏe của chim sẻ, không biết Nam kích chưa. À rồi, Nam bắt đầu đi dò như vậy là chẳng vừa mới kích thôi. Vâng, 26 dân của Nam. Còn đây là bài máy của Mạnh Hào. Mạnh Hào đang đánh về bài cung tự đỡ. Và Mạnh Hào khoai rồi. Vâng, cung tự đỡ thì là quá khoai khi mà game thủ Bùi Phương Nam là người gần như là không thi đấu. Vâng, vô thường người chém, còn Chipboy là người đẩy cung. Chipboy có bài cầm cung phô lên đời số bản đồ, như vậy 98 sẽ phải đỡ 2. Vâng, các bạn thấy rằng cái câu việc, cái câu chuyện mà một người yếu nó dẫn theo người khác yếu theo. Vâng, Nam yếu khiến cho Hào cũng yếu theo rồi. Bây giờ 98 sẽ phải đỡ cả hai nhà bài Minoan 4 nhà Bia. Tạm thời vẫn sẽ đỡ được thôi, nếu như chỉ có một trong hai nhà đội bạn công ở nhà 98, tôi nghĩ 98 đỡ thoải mái. Nhưng vấn đề là nếu như mà có chém lao vào trong để đảo cho những con cung R thì tôi nghĩ 98 cũng phải giật hết vào trong. Ơi giật hết em ơi, đừng có nhoi nhoi ra ngoài, những con cung A chưa có giáp. Vâng, chưa có giáp đâu mà thuế chém vô thường là rất đông và cung của Chipboy không phải là ít. Vào trong thôi xong rồi. Ồ, tươi này. Vâng, tôi không thấy game thủ Chipboy đâu. Vâng, chỉ có một mình vô thường thôi, nhưng cung A không có giáp. Chém đã là chém 4, nó chém quá đâu vào cung A của U98. Một tình huống rất chủ quan ra game thủ trẻ của Sparta. Rất chủ quan, vâng, chỉ có một chút xíu gỗ thôi, một chút xíu thịt thôi. 100 thịt thôi là khiến 98 có thể đỡ được con chém. Vâng, bây giờ thì đã bò kín nhà được, nhưng số lượng cung A của 98 nằm xuống là quá nhiều. Rất có thể 98 sẽ bay luôn nếu như không ai thủ trò. Nào đã bay nhà quá nhanh khi bị hai nhà xô vào ăn gà. Tạm thời 98 vẫn đang đỡ được khi mà số lượng cung đò của Hello Chipboy đẩy sang nhà 98 nó không phải là quá nhiều. Vâng, nếu như Chipboy đi khoảng tầm 3 turn thì tôi nghĩ rằng 98 là tím rồi. 98 trở thành U9 tím. Mày áo vẫn đang cố gắng có than để đi móc máy và quấy rối. Vâng, cá xỉa để có thể khiến cho các nhà đội bạn yêu. Nhưng mà Chipboy đang rất đông. Đây là timeline 27 dành cho game thủ chim sẻ. Còn đây là Bùi Phương Nam. Tươi. Vâng, Nam lọt bài không lên đời với những đội bạn đang bỏ qua Bùi Phương Nam. Vâng, đội bạn đang bỏ qua Bùi Phương Nam. Vâng, Bùi Phương Nam đánh thẳng một bài sóc đơn. Hiện tại timeline Bùi Phương Nam đang khá to. Vâng, nếu như Nam mà có thể giết chết được game thủ cầm màu 5 và có tham thì là vẫn tươi nhá. Nhưng mà 98, cái điều quan trọng đó là 98 phải đỡ được nhà.
pha về trăng chịt Bùi Phương Nam để ăn dần của game thủ No 1. No 1 có bài thủ phủ và game thủ Bùi Phương Nam đang kéo những con sọc đơn của mình sang để giúp cho Chim Sẻ có thể khỏe hơn ở cánh bên này. Chim Sẻ tham lai 25. Vâng, quả trả ấy phải đỡ nhà của U9 tím rồi. Mạnh Hào và 9 tím đang kết hợp với nhau. Vâng, bây giờ Mạnh Hào cùng R sẽ chỉ dùng để đảo. Mạnh Hào cùng R sẽ chỉ dùng để đảo và sát thương sẽ đến từ những con cùng A của U9 tím. 9 tím đang phải tăng A. Vâng, chặt có ai đã có rồi nhưng mà giáp mới chỉ là giáp 2, chưa có giáp 4. Vâng, đây là một tên đi quần đến từ Hello trước rồi. Pha về của 9 tím nhưng không thành công. Vâng, đội bạn đang muốn lọt vào bên trong những pha về. Vâng, về nó có thể nó chuẩn hơn tí được em. Những pha về nó chưa được tốt lắm giày U9 tím nhưng tạm thời cung A ở trong nhà vẫn đang có. Tên lọt nhà này của vô thường đang không có nhiều tác dụng cho lắm. Tạm thời 98 vẫn đang đỡ được. Vâng, nếu như thế trận này được đưa lên đời 4 thì chúng ta gần như thắng chắc, bởi vì chúng ta vâng có quần đời 4 đẹp hơn đội bạn là rất nhiều. Trận này thì chỉ còn một mình Mạnh Hào là người đánh đời 4 thôi thì đội bạn đã không có cửa rồi. Chứ đừng nói đến là cung A lửa của Minoan nữa. Vâng, quả trải với mảnh máy của Bùi Phương Nam. Vâng, đây rồi. Vâng, đội bạn có một người đánh vâng thủ ở nhà, đó là Không Được Khóc. Vâng, Không Được Khóc là người đánh kiểu cho son thủ và lên 4. Chip Boy sẽ có nhiệm vụ đó là châu quần và đi đẩy vào nhà của game thủ U98. Vâng, Không Được Khóc đang gót bài châu quần, chưa thể nhảy được 4 đâu. Chưa thể nhảy 4 đâu bởi vì Không Được Khóc cũng đang là một cái bài mà cần phải vắt quân ra để đỡ lại những tấn công của Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam sẽ cần phải có vàng để nâng cấp công nghệ, sẽ cần phải có cả công 4 và giáp 4 dành Bùi Phương Nam nếu như Bùi Nam muốn chơi được nhà của game thủ Không Được Khóc. Vâng, sọc đơn thì nó rẻ hơn ngựa chém và số lượng nó cũng sẽ là đông hơn, nhưng về chất lượng thì nó không thể bằng những con ngựa chém được, nên cần phải có công nghệ sớm dành cho game thủ cầm Roman. Đây là bài Roman của Bùi Phương Nam là hiểu khá tốt, một bài mà tôi không hề trách Bùi Phương Nam khi mà cái bài Phương Nam là quá xấu ở thời đầu tiên. Vâng, pha về cực hay của Bùi Phương Nam để ăn hơn chục con đồng sân của game thủ vô thưởng. Vâng, Nam đang tỏa sáng ở trong trận đấu này, một trận đấu Bùi Phương Nam gần như là không lên đời. Vâng, anh ta có một bài 13 kích. Bây giờ thì sẽ kết hợp với quân với cả game thủ Chim Sẻ. Kết hợp với Chim Sẻ nào, tôi nghĩ là Nam vào trong để chọc phù, sau đó thì để những con người chém để Chim Sẻ giải quyết. Đó sẽ quyết định nó tương đối chính xác. Giải cam thủ đến từ Sparta. Vâng, Tham Chi Nick giành U98. Bây giờ cung Aminoan đã rất khỏe rồi, sẽ không có thế lực nào ở trong trận đấu này có thể ốp được nhà của game thủ U98. Vâng, quả trải với mảnh máy như vậy là lên 4 xong giành game thủ Không Được Khóc. Vâng, game thủ đến từ Clan Way Nghĩa. Vâng, đây là một trận đấu mà quân của chúng ta đẹp hơn, nhưng ở thềm đầu thì gần như là Nam không có sát thương. Chính vậy nên đội bạn vẫn đang có những cái bài đấu vâng thi đấu khá tốt. Chim Sẻ là người lọt đặc đà ở đằng sau, số lượng hot đang chưa phải là quá nhiều. Tôi nghĩ Chim Sẻ nên ra nhà BA và ốp. Vâng, số lượng hot không nhiều dành cho game thủ vâng cầm cho son. Chim Sẻ nên quay lại ở nhà BA nhưng không, Chim Sẻ quyết định lao vào trong luôn. Vâng, chém phù chém dân đối phương. Vâng, hai con phù đã chết, không phù được con lạc đà nào của game thủ Chim Sẻ. Vâng, ăn được một lạc đà nhưng không sao, Chim Sẻ vẫn đang còn hơn chục lạc đà nữa ở trong tờ thiếu này. Vâng, hot chưa quá nhiều. Bùi Phương Nam vẫn gây áp lực ở nhà BA. Không, không còn nhiều áp lực ở nhà BA dành Bùi Phương Nam nữa rồi, nhưng không sao, chúng ta cùng xem tơn ăn dần của game thủ Chim Sẻ. Vâng, tôi không thấy Không Được Khóc chạy dần, Khóc đang đứng nguyên. Chim Sẻ đang về để ăn dần của Không Được Khóc. Tơn này thì Khóc mặc dù lên 4 sòng nhưng số lượng dân của Không Được Khóc nằm xuống là rất nhiều và lực của Không Được Khóc tôi nghĩ là sẽ không khỏe. Và thậm chí nếu như mà không cẩn thận thì có thể là Chim Sẻ sẽ chém chết cả Không Được Khóc luôn khi mà lạc đà là khắc hot. Chim Sẻ vẫn đang rất thổ báo cáo trồn ở trong tơn này. Bùi Phương Nam liệu rằng có để lên nữa hay không? Vâng, tham mà 27 của Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam bắt đầu bớt tham nhưng không sao, tất cả đang bán máu để họ chính tàng có thể có một trận đấu cân bản đồ. Đội bạn vẫn có một người khỏe nữa, đó là Hero Chip Boy ở góc 6 giờ, một cái góc tối thui như kiểu là ABC của chị Dậu. Không thấy một cái gì ở góc 6 giờ luôn. Nhưng mà không sao. Vâng, kèo đấu Phonesian và Minoan ở đời 4 thì vâng, tôi tự tin đạt 10-1 cho game thủ cầm Minoan. Vâng, Persian đã ăn được thêm cả dân của No 1 nữa. No 1 cũng đang quay trở về nhà của game thủ Không Được Khóc để có thể hiện một tơn khá hồi. Bây giờ thì mặc dù lên 4 nhưng Không Được Khóc sẽ cần phải nhận được rất nhiều đồ đến từ game thủ Hello Chip Boy. Nhưng Chip Boy đang là người có cực kỳ nhiều dân. Thế là thế ưu dành cho chúng ta, nhưng chúng ta chưa thắng. Game thủ cầm cho son sẽ được nhận đồ bởi game thủ cầm Phonesian. Khi Phonesian của Chip Boy đang có rất nhiều dần. Và không biết rằng Phonesian của Chip Boy có liệu rằng có bài lên 4 luôn hay không đây. Nam cũng đang về đây để hồi rồi. Bây giờ thì Nam sẽ không còn sát thương nữa. Thực ra đội bạn cũng không còn nhà nào để cho Nam có thể thi đấu. Vâng, 98 cũng đã đập cà, không biết là kích 4 hay chưa. Tôi nghĩ là chưa, nhưng kích 4 lực khỏe này à. Kích 4 mà lực khỏe như này sao? Vâng, 98 vẫn đang muốn có một chiều hướng là dường như đang muốn đẩy vào nhà của Hello Chip Boy thì phải. Đội 98 đang đi cùng A ra phía bên ngoài, đứng ở con dốc gần như vậy, nhảy 4 xong giành U98. Như vậy đây là bài nhảy 4 xong, một lực tư đối khỏe. Vâng, 98 sẽ đẩy cùng A lửa vào nhà của game thủ cầm Phonesian.
Thực ra thì nói về câu chuyện của những con cua lửa thì không hề sợ ở những con hót của Cho Son. Những con hót người ta hay gọi là những con hót nó hơi rách một tí. Nó hơi rách một tí. Vâng, 98 đang đi hai kích. Các bạn có thấy rằng thao tay của 98 đang không cho em có thể thực hiện một turn đi ba kích. Turn này tôi nghĩ là nên chờ một tí được không? Vâng, 98 cảm giác kiểu là hơi vội. Tôi biết là turn này đấu thì là vẫn thắng thôi, nhưng mà nó sẽ bị mất nhiều quân. Turn này đấu là vẫn thắng. À không, chưa chắc đã thắng. G-Chip Boy cũng đang rất đông quân. Vâng, thế tại sao không chờ thêm một phút nữa để khạc ra lửa và có cái tầm xa 7+5 và có cái bán chặn có vẻ nó tươi hơn không? Tại sao cứ phải đấu khi mà Chip Boy, vâng, khi mà U98 chưa lên được công nghệ? Một tình huống hơi vội vàng dài game thủ trẻ đến từ Thái Nguyên. Vâng, bây giờ thì khạc ra lửa này, vâng, đấu xong chết hết quân rồi mới khạc ra lửa, tội cạn lời ông 98 rồi. Vâng, game thủ trẻ là như vậy, vâng, hơi hấp tấp và vội vàng, không như ông già như tôi. Vâng, nếu tôi đẩy thì tôi sẽ rất chắc cốp, tôi phải chờ đầy đủ công nghệ, vâng, max spell thì bắt đầu tôi mới đẩy lên nhà đối phương. Tôi vừa rồi tôi cảm giác như, vâng, Chip Boy đấu lãi đấy. Tôi vừa rồi Chip Boy đấu lãi đấy, vâng, Chip Boy cũng lên 4 mà không phải là một bài bơm đồ cho game thủ. Vâng, cầm Cho Son để Cho Son khỏe ra. Chip Boy sẽ gọi bánh đạp đôi, nhưng đạp đôi của Chip Boy cũng chỉ là đạp đôi phô thôi. Tôi chưa thấy những con hot của Không Khóc xuất hiện ở trên bản đồ. Nhưng rằng Không Khóc có đưa quân sang đây để đỡ cho game thủ Hello Chip Boy không? Vâng, có voi. Một tình huống xin voi tương đối chính xác dành cho game thủ Hello Chip Boy. Con voi giúp cho game thủ, vâng, Hello Chip Boy hút đam là rất nhiều. Nhưng cùng lửa vẫn đang thể hiện được sức mạnh của mình khi đã có tầm xa là 7+5 và đã có lửa. Nhưng Không Được Khóc sang tới nơi. Những tình huống đẩy con Cung A chưa phải là quá đông dành game thủ U98. 98 cần phải đi chậm lại một chút. Cung A là đẩy là phải chết. Cung A đẩy là phải chết, nếu không sẽ bị bắt rất nhiều. Và 98 nên đi chậm lại một chút. Cung A đẩy là phải chết và phải chắc. Phải đi chậm thôi. Chậm nhưng mà hiệu quả. Cung A không cần phải đẩy nhanh. Vâng, nhưng không, vô thường người đã đi sai khi mà chúng ta dường như đã có Mạnh Hào là người đã hồi. Chúng ta đã có Mạnh Hào là người hồi. Chip Boy đã bé rồi. Và như nói thì quân đời 4 thì đội bạn là tịt. Chúng ta nâng tỷ số lên thành 2-1 ở trong cuộc đối đầu này. Một trận đấu tưới đau tim dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Một bài 14 kích của Bùi Phương Nam. Sao đây? À, ok. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi trong 10 phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 4 trong cuộc đối đầu này. Vâng, Mạnh Hào vẫn cầm Aesiran, 98 vẫn cầm Katha. Đội bạn là tứ quy chém. Game thủ No 1 người cầm Greg. Greg nữa đến từ vô thường. Persian của Hello Chip Boy. Persian của Hello Chip Boy và cuối cùng Không Được Khóc là người cầm Cho Son. Như vậy là chiến thuật đội bạn thì tôi nghĩ là cũng không có nhiều. Đội bạn có 2 chiến thuật. 3 chiến thuật đi. Một là Greg đánh y thủ, nhưng tôi nghĩ là chiến thuật đó sẽ có nhiều tác dụng, bởi vì nếu đánh y thủ chúng ta có phù tuyển của Baby. Chúng ta có cung R của Aesirian. Bài đánh y thủ sẽ bài đánh rất mạo hiểm. Cách đánh thứ hai là cho Persian đánh cung A. Nhưng mà nếu như Persian đánh cung A, đội bạn lại mất đi một chém tuyển trong cái map này. Cách thứ tư là 3 chém và cho Son của Không Khóc chắc nhà. Thì cách này có vẻ như là sẽ hiệu quả hơn là cái cách mà cung A của Persian. Và một cách cuối cùng đó là 4 nhà dựng lên chém hết. Bằng đánh kiểu solo 1-1, nếu như cả 4 ông thắng cánh thì đội bạn sẽ thắng. Còn nếu như có 2 ông, một trong 2 ông mà thua cánh thì đội bạn sẽ thua. Quân chúng ta đẹp hơn nhiều. Ta xem cam thủ thiếu làm sao. Đến ngay mà máy của chim sẻ người được cầm Baby. Baby trong cánh. 2 Baby trong cánh, Katha và AC ngoài cánh. Để cho chắc bài trận đấu này, tôi nghĩ là sẽ có một người nên đi dâng. Chim sẻ sẽ người đi dâng A thì sẽ hợp lý hơn. Nam sẽ dâng cho Hào, sẻ đi dâng A, 98 chém đầu cánh. Cái bài đấu dâng A của chúng ta thì để tránh những cái bài đấu theo kiểu vâng, đánh chắc nhà của đội bạn, như kiểu là cho Son đánh chắc nhà đấy. Vâng, hiện tại thì chỉ số, bạn hiện tại tỷ số đang có lợi thế dành cam thủ đến từ Nghệ An. Đội bạn đang dẫn trước chúng ta với tỷ số là 4-2. Đây là một kèo đấu chạm. Đây là một kèo đấu thi đấu 13 trận. Vâng, không có chạm. Thi đấu 13 trận, đủ 13 trận rồi chúng ta sẽ nghỉ. Kể cả có thua 12-0 thì vẫn phải đánh trận thứ 13. Và tôi thấy cái hốc của sẻ rồi. Tôi đã thấy cái hốc của sẻ. Và sau quá nhiều trận mà chim sẻ được cầm chém rồi thì tôi nghĩ trận đấu này chim sẻ sẽ đánh cung. Cung trận này là cung ở nhà, chắc không phải là bài cung đi dâng. Chim sẻ dường như không muốn là khung hết cả cái hốc của mình lại.
Mua về đâu đây? Nhà chính á. Vâng, như vậy là lùa về vàng. Cung à. Tôi không nghĩ với cái bài đẹp như này chim sẻ sẽ lại đánh theo kiểu hình như là cung A, chứ tôi không nghĩ bài này chim sẻ sẽ đi đánh chém thì nó có vẻ nó hơi dị. Tôi nghĩ là cung A. Tí nữa chúng ta xem cái cách thi đấu của chim sẻ sẽ là như thế nào. 25 dân. Vẫn xin thêm một dân nữa là 26. Chip boy đang F3. Có ăn trùng với chip boy không? Vâng, như vậy là chip boy F3 741. Không ăn thua. Vâng, Yugi 730 đó 7 tròn. À đâu, 7 730. À, đúng rồi, 7 730. Yes. Vâng, chip boy cầm Persian FD rất sớm. 741 dành cho chip boy nhưng mà đen, Yugi là 730 cơ. À đâu, no 1 vào 7 tròn. Đâu hình tôi nhớ nhầm, hình như là 3. Hình như là 741 đi, tôi cứ cho là 741 đi, nhưng mà Yugi tôi nhớ hôm trước là ông 6 á. Thế nghĩa là 7 tròn vẫn chưa được giải áp đời á. Và cái giải năm nay là cái giải cực kỳ dị. Và tôi nhớ lần trước thì ông ở trong mấy vòng đầu tiên thì ông Gunny có một trận F8 tròn. Thì tôi cứ tưởng là ông Gunny là chắc chắn là được cái giải F đời rồi. Sau đó gặp ông Yugi F730 vẫn chưa được giải F đời. Tôi thấy có bảo ông F đầu 6 nữa. Không biết được ông nào ở trong cái bài đấu F đời của cái anh G-Bom vào đây để F đời không? Mà anh Bom hay có cái game show F đời kiểu gì gì đấy. Vâng, ra quay trở lại với các màn hình các nhà chém nào. Đây là Katarian của U9 tím. 9 tím lên đợi. Ui trời ơi. Vâng, 9 tím chưa để đời bị dò chọc rồi. Dò gì đây? Đây là bài kích 741 dành cho Hello Chip Boy. Và 9 tím cần phải thật cẩn thận. Còn bài kích siêu sớm của Chip Boy đấy. Yugi 738 à? Yugi 738, Chip Boy là 741. Như vậy là... mà chị bòi không giành giải ép đời rồi. Mà ép đời xong là phải thắng cơ. Không phải là cứ ép đời xong là sẽ được đâu. Còn phải thắng nữa cơ. Và ơi vậy ấy. Ui giời ơi. Tần đấy mà có gỗ. Tần đấy có gỗ thì là tươi. Vâng, tần đấy mà chị bòi bắt giò khi phế luôn ấy. Vâng, chị bòi là bài lên sớm. Nhưng mà hình như là lên đời thôi. Lấy thành tích hay sao ấy. Vâng, công giáp đầy đủ dành cho Persian. 98 đang dần mất tham. Chim sẻ phải cẩn thận nhá. Tôi nghĩ là bạn sẽ vào nhà của chim sẻ luôn. Hào khung nhà xong rồi. Vâng, Hào đang ra ruộng. Chim sẻ cũng đang khung nhà. Vâng, chim sẻ đánh chém. À, Thường ơi, đi đâu đây? Chào Thường nhá. Vâng, con sư tử của chim sẻ đang giúp sức cho chim sẻ để có thể vâng làm hai cháu đồng dân của game thủ vô thường. Vâng, gió ô mô của vô thường. Úi giời ơi. Lạc đà vào rồi, như vậy là chim sẻ đánh chén mới không phải bài chim sẻ đánh cung. Rồi, chim sẻ thiết kế 1 BP. Rất chắc cốp dành cho chim sẻ. Én thôi em ơi, chim én. Ôi, ôi. Vâng, khá căng. Đội bạn không dõi dân bên ngoài của chim sẻ. Tạm thời chim sẻ vẫn đang giữ tham lại là tương đối tốt. Tham 27. Vâng, mời bài chém ở trong cánh. Trong cánh đánh chém thủ phủ. Chúng ta chưa thắng đâu nhá. Quân đẹp hơn là rất nhiều. Đội bạn này có một Persian siêu đột biến. Vâng, cũng thủ phù dành không được khóc. Nam là có một bài dâng lờ để chém cho game thủ mạnh hào. Thôi nếu mà có phù thì thôi để cho Hào thôi. Tôi nghĩ là bài 1L của cho Son thủ phù thì không để đỡ được bài Acerian của mạnh hào nào ở đầu cánh đâu. Và trong cánh thôi là được rồi. Vâng, Nam cũng thủ phù ở nhà. Dâng lờ cũng thủ phù ở nhà. Nâng cấp đào vàng để có thể thêm có nhiều lượng vàng hơn để sóc những con phù thủy. Đây là 9 tím, 9 tím tham 18. 9 tím cần phải làm cái nào đó để ôm lại nhà của Chip Boy. Với cái bài mà kích 7 của Chip Boy không có nhiều dân đâu. Và lực ở thời điểm đầu Chip Boy là có thôi, nhưng về sau thì tôi nghĩ là sẽ không có nhiều. Hào vẫn tham 28. Vâng, bài 3A của Hào thôi. Bây giờ mới là A thứ 4. Bằng này ruộng đã là quá nhiều để có thể sóc 4A rồi. Bằng này ruộng 5A cũng sóc thoải mái, đừng nói là 4A. Đây là hình máy của chim sẻ. Đồng chim sẻ rất thông minh và khôn ngoan khi đánh bài vâng phù ở nhà. Thế đứa bạn là có chiến thuật gì nhỉ? Cho Son nhảy 4 à? Không phải, cho Son ở đầu cánh. Y thủ à?
đội bạn còn No 1 nhá. Tôi chưa thấy No 1 đâu. Vâng, No 1 y thủ che thiên. Vâng, 37 dân dành cho game thủ No 1. Vâng, y thủ che thiên dành cho No 1. Nhưng tôi nói thật là trận đấu này chúng ta có 3 người đánh phù thủy, mà kể cả No 1 có lên 4 đi chẳng nữa, chúng ta cũng không sợ những con y đời 4 của No 1 luôn. Vâng, kể cả có lên được đời 4 đi chẳng nữa thì chúng ta cũng không hề sợ những con vâng y trong tay của No 1, bởi vì đó chỉ là y correct mà thôi. Bây giờ thì 98 bắt đầu mới đi được những đơn vị quân của mình sang nhà của Chip Boy để xem nhà Chip Boy tròn méo ra làm sao. Tham Lai là 40. Vâng, Tham Lai cũng 40. Vâng, Sẻ nằm ở trong cánh, phát triển to ngang với cả Chim Sẻ. Vâng, Mạnh Hào nằm ở đầu cánh luôn. Sẻ đang đưa phù sang để có thể lấy thêm những đơn vị quân của game thủ Hello Chip Boy. Ơi, cho xin mới có đặc đà Chip Boy ơi. Đang ít quân quá. Vâng, Sẻ hiện tại đang chỉ có toàn phù thôi. Quân đang hơi ít, sang xin Chip Boy có vài con lạc đà cho nó vui. Đây là mảnh máy của Nam. Như vậy là Nam cũng có phù. Nam đang dòng phù từ nhà lên. Vâng, bài đánh dâng lờ ra ruộng ở nhà, chính xác. Bài này cũng không cần phải điên hoàng quá nhiều, cứ dòng phù lên thôi. Dòng phù lên công ở nhà No 1. Vâng, trận này chúng ta xem No 1 sẽ cân bản đồ cái kiểu gì. Nếu như trận đấu này chúng ta là 3 người đánh cung cơ thì là chúng ta mới sợ con y của game thủ No 1. Nhưng trận đấu này chúng ta là vâng, 3 người đánh kiểu phù thủy như này thì không hề sợ con y của No 1. Đây là bài của 98, bắt đầu ăn nhiều vàng hơn, đánh 2P. Tất cả các em thủ trừ Mạnh Hào đều đánh rất trâu phù thủy. No 1 biết kích 4 chưa? Sẻ đang dòng phù lên. Rất nhiều phù thủy của game thủ Chim Sẻ đã mắc công nghệ rồi. Có máu và có công nghệ đi nhanh. Để chúng ta xem Hào đi. Xem Hào để có cái nhìn toàn cảnh, khi mà Hào là người cầm AC. Trận này Hào đẩy hơi chậm nha. Bằng nhà của Khóc là bài cho son vớ vẩn thôi. Nhưng chúng ta đang chưa tìm được con đường để vào nhà của game thủ cầm Greg. Bằng nhà Greg đi rất là ngoằng mì tôm. Đây là Sẻ. Vâng, như vậy là Chip Boy. Hay lắm Chip Boy. Vâng, Chip Boy đánh có 17 dân thôi. Vâng, chuyển cung A đến từ Chip Boy để cung A với cả chúng tổi. Vâng, Sẻ 3BP. Vâng, Kylian Mbappe dành cho game thủ Chim Sẻ. Rồi, và xin phép rằng Chip Boy sẽ đi con nhà bà Fit. Rồi, càng nhiều lạc đà về thì càng tốt. Vâng, Chim Sẻ sẽ có thêm đơn vị quân. Vâng, Chip Boy càng kéo quân về thủ thì Chim Sẻ càng nở to. Chim Sẻ đang có thêm được con lạc đà và có thêm được cả những con ngựa chém. Rất nhiều phù thủy ở nhà, tiếp tục lại kéo lên thôi. Cánh bên kia là Hào. Vâng, như vậy là Hào cùng với cả game thủ Bùi Phương Nam đang công vào nhà của No 1. Một vị trí khá thốn để có thể bắn vào nhà No 1. Mặc dù No 1 đã là người có đời 4, nhưng vấn đề là bắn tơn này vào thì đội bạn sẽ đỡ cái kiểu gì. No 1 vẫn đang rất cố gắng cùng với những đồng đội để giữ lại trận đấu này. Nhưng thực sự đây là một thế khó rèn canh rồi. Vâng, có thủ phù dành cho No 1. Không biết là có y chưa. Vâng, cục R bắt đầu là bên trong. Phù của Nam chỉ cần đi đằng sau thôi. Vâng, phù của Nam chỉ cần đi đằng sau thôi. Vẫn chưa thấy y của No 1 đâu. À đây ơi, y. Vâng, thấy y xin mấy con ấy, No 1 đây. Ôi giời ơi, đời 3 có y đời 4. Quá mắt máy, làm hai con y. Rồi, vô thường người Risa. Tỷ số là 3-4 giành cam thủ đến từ Sparta. Chúng ta vừa gỡ thêm được một trận nữa. Vâng, trận này mà thua thì chắc là nghỉ thôi chứ. Vâng, bài Chip Boy kích đời rất sớm. Nhưng mà thấy rằng cái bài kích đời kiểu vậy thì là bài kích đời rất khó để có thể giết chết hẳn ở một nhà. Bởi vì là lực thì yếu, thì các bạn đối phương chỉ cần bo nhỏ thôi, thì các bạn cũng rất khó để có thể làm gì được một nhà bo nhỏ ở đầu cánh. Trận này tôi nghĩ nó một cầm IA là bạn có cửa thắng. Nguyên cửa thắng luôn. Nếu trận này nó một cầm IA Mato, nguyên cửa thắng dành đội bạn. Nhưng mà đen. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 8.